những tình yêu đầu tiên được xây dựng ngày 24 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đón tuổi 15 với sức trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, xác định tầm nhìn quốc tế hóa mạnh mẽ. Có rất nhiều thành quả tự hào trong suốt hành trình đi qua, nhưng niềm tự hào lớn nhất chính là sự đoàn kết của một tập thể không ngừng sáng tạo, không ngại đổi mới. 15 năm qua là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Nó vừa đủ để tất cả chúng ta cùng nhìn lại và cảm nhận về sự phát triển từng ngày của UEF. Đó là một sự phát triển vững chắc của mái nhà chung UEF. Đứng sau thành công của nhiều thế hệ sinh viên là đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên luôn âm thầm sát cánh, tích cực đồng hành. Trường Đại học Kinh tế Tài chính sắp tới chào đón 15 tuổi. Loan thì đã làm việc ở trường 13 năm. Sự thay đổi mà có thể dễ dàng nhìn thấy là trước đây Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phải chủ động tìm đến các doanh nghiệp để phối hợp tổ chức các hoạt động đồng hành gắn kết với thực tiễn. Nhưng hiện nay, sau 12 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường, thì các doanh nghiệp đã chủ động tìm đến trường rất nhiều. Với những cái tình cảm suốt gần 15 năm gắn bó với UEF, em tin rằng là UEF còn phát triển và bay cao, bay xa hơn nữa. Có thể nói rằng là trong cái quá trình mà mình đồng hành cùng UEF thì mình có rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp. Nhưng mà có thể nói rằng là cái kỷ niệm đẹp nhất của mình đó là mình được tham dự vào những cái buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên. Thì tại những cái buổi lễ đó mình có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và sau đó thì các em có phản hồi về là các em tìm được những cái việc làm tại những cái tổ chức hoặc là những cái ngân hàng trong và ngoài nước. Thì nó đã mang lại cho mình những cái cảm xúc rất là khó quên. Trên hành trình xây dựng và phát triển UEF, chúng tôi đã không ngừng mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế là các trường đại học, các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức, các doanh nghiệp đến từ nhiều nước trên thế giới, trải dài từ khu vực châu Á, châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ. Tập thể sư phạm UEF mong muốn hợp lực và ghi lại những dấu ấn đầy tự hào cho hành trình phát triển 15 năm của nhà trường. Không dừng lại ở hoạt động dạy và học, tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên UEF còn làm tốt công tác vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân văn, giáo dục rộng lớn. Với những cái hoạt động tốt đẹp đó đã lan tỏa nhiều hơn một cái hình ảnh của UEF đến với cộng đồng xã hội, qua đó giúp cho các bạn sinh viên của nhà trường, quý thầy cô càng thêm yêu hơn ngôi trường UEF. Với sự phát triển từng ngày, UEF luôn linh động thích ứng với sự chuyển biến, thay đổi của xu hướng giáo dục hiện đại. Công tác nghiên cứu khoa học trong toàn trường cũng đã ghi nhiều dấu ấn cả trong nước và quốc tế. Trong cái 4 năm từ năm 2019 cho đến nay thì cái số lượng đề tài cũng như bài báo công bố vượt bậc, đơn cử là đến gần 100 đề tài cấp cơ sở, rồi có những đề tài nghiệm thu đề tài cấp bộ và nhiều bài báo ở đến trên 80 bài báo là công bố trên các tạp chí uy tín AI Scopus. 15 năm UEF ôm ấp biết bao tình cảm, sự đồng hành, quý mến của không chỉ sinh viên, học viên, tập thể thầy cô mà có cả những đối tác xa gần trong nước và quốc tế. UEF đã và đang có những con người sáng suốt, bản lĩnh, trí tuệ để tạo nên động lực lớn, góp phần vào thành công chung của xã hội và thành công riêng của một hệ thống giáo dục đại học luôn không ngừng sáng tạo, định hướng sứ mạng quốc tế hóa mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Nhân 15 năm, xin chúc quý thầy cô, quý lãnh đạo, quý các bạn sinh viên, các bạn cựu sinh viên, các anh chị học viên, các anh chị cựu học viên, các anh chị nghiên cứu sinh luôn luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết và cùng UEF phát triển vững mạnh và phát triển bền vững. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, chúc cho UEF của chúng ta ngày càng phát triển và đạt đến những tầm cao mới. Chúc cho hành trình vươn tầm quốc tế của UEF sẽ có những bước tiến mạnh mẽ và những thành công rực rỡ hơn nữa. Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp mừng tuổi mới UEF. UEF 대학은 미래의 글로벌 대학으로서의 발전과 학생들의 진로를 위하여 세계 여러 나라의 대학과 교류를 추진하고 있습니다. 저도 학교의 발전을 위하여 노력하겠습니다. UEF 대학의 무궁한 발전을 기원합니다. UEF 화이팅! Chúc UEF luôn là niềm tin và tình yêu thương của các bạn sinh viên và quý phụ huynh. Nhân dịp UEF tuổi 15, chúc UEF đạt những thành tựu đặc biệt.
Chúc mừng sinh nhật tuổi trăng tròn người bạn lớn UEF. Happy birthday UEF, International University Global Career. Chúc UEF ngày càng vững mạnh. Thường chúc cho tất cả quý thầy cô, các bạn sinh viên trong nhà trường cùng với đại gia đình UEF sẽ tiếp tục có những cái hành trình lan tỏa giá trị tốt đẹp của UEF đến với cộng đồng xã hội. Chúc mừng sinh nhật UEF tuổi 15 thành công rực rỡ. UEF Daigaku Jugo Shunen Kinen Omedetou Gozaimasu. Thường chúc nhà UEF tuổi 15 trăng tròn, tỏa sáng thật lung linh và ngày càng đón nhận thật là nhiều những thành viên ưu tú. Happy 15th anniversary birthday UEF. Mừng UEF tuổi 15 sẽ phát triển vượt bậc lên một tầm cao mới. Mừng sinh nhật tuổi 15 người bạn lớn UEF. Sang hiên chúc khám như ta. Mừng tuổi mới nhà UEF, tuổi mới, thành công mới, thắng lợi mới. Chúc UEF ngày càng phát triển, vươn tầm quốc tế. UEF 15 tuổi đủ trưởng thành để vươn xa. UEF 15주년 생일 축하하고 앞으로도 많은 성공과 승리를 기원합니다. UEF 사랑합니다. UEF tuổi 15 vươn tầm quốc tế. Nhân dịp cơ hội, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến trường của chúng tôi. Hồ Chí Minh là trường Tiền Tinh, luôn là nhà ấm của chúng tôi. Trong cái hành trình mới, chúng ta tiếp tục đưa chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng phát triển hơn. Sinh viên UEF có nhiều cơ hội học tập và chuyển tiếp đến các trường đại học trên toàn thế giới. UEF sẽ trở thành một cái môi trường đào tạo quốc tế, đào tạo ra những công dân toàn cầu có nhiều kiến thức, kỹ năng. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường, tôi xin kính chúc tất cả quý thầy cô, cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường, các anh chị học viên, các em sinh viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc của mình. Chúc UEF chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.